Thưa quý vị, mỗi ngày Việt Nam nhập khẩu gần 430 xe ô tô. Lượng ô tô nhập khẩu vẫn không có dấu hiệu giảm. Cộng dồn từ đầu năm, cả nước đã nhập khẩu hơn 70.000 xe ô tô nguyên chiếc, các loại với trị giá là 1,56 tỷ đô la Mỹ. Chiếm phần lớn trong phân khúc ô tô nhập khẩu về Việt Nam là dòng xe ô tô con dưới 9 chỗ, chiếm 75,8% tổng lượng xe nhập về, với tổng giá trị nhập khẩu từ đầu năm lên tới gần 1 tỷ đô la Mỹ. Phân khúc xe được nhập khẩu về nước nhiều thứ hai là xe tải và bán tải. Tuy nhiên, xét về trị giá nhập khẩu trong lĩnh vực ô tô thì tổng giá trị nhập khẩu xe nguyên chiếc vẫn thấp hơn so với nhập khẩu linh kiện lắp ráp. Theo các chuyên gia trong ngành, số lượng cũng như giá trị nhập khẩu ô tô vẫn sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.